ở ngay trong cái am nơi hoang vu hẻo lánh, không ai coi ra gì này, lại thành tựu được hai vị thần tăng làm chấn động vũ trụ. Nhục thân Bồ Tát Pháp Sư Thượng Hải Hạ Khánh và Lão Hòa Thượng 112 tuổi Tự Tại Giảng Sanh Thượng Hải Hạ Hiền. Truyện sơ lược về nhục thân Bồ Tát Khánh Công. Sư họ Lý, Húy Phú Quý, tổ tiên ngụ tại Dự Đông Nam huyện Tiết Dương, sinh vào năm Tuyên Thống cuối Triều Thanh. Vì sinh ra trong gia đình nghèo khó, chưa từng được đến trường, nhưng thiên tánh nhân hậu, sống hiền hiếu, biết lễ nghĩa. 11 tuổi quy y Tam Bảo, đến bái Pháp Sư Truyền Đông chùa Thanh Lương, núi La Hán, huyện Đông làm thầy Thế Độ, được ban pháp danh là Hải Khánh. Sư 42 tuổi vào thường trụ Lai Phật Cổ Tự, chuyên tu tịnh độ, thành thật niệm Phật. Năm 1989 thọ thêm giới cụ túc tại Bạch Mã Tự. Ngày 11 tháng Chạp năm 1991, Sư An Nhiên Thị Tịch Tự Tại Giảng Sanh, hưởng thọ 82 tuổi, 71 năm tuổi hạ. Sau 6 năm 9 tháng nhập sư vào chiếc chum sành lớn, sư huynh ngài Lão Hòa Thượng Thượng Hải Hạ Hiệt phát tâm làm lễ trà tỳ nhập tháp cho sư. Chum lớn mở ra, đầy chúng đều kinh ngạc, chỉ thấy Khánh Công ngồi xếp bằng uy nghi, diện mạo như lúc còn sống, cho đến y phục mặc cũng chẳng hề hư hỏng. Tứ chúng biết là kim cang pháp thể, toàn thân xá lợi, liền thỉnh ngài vào thờ trong chùa, ngày đêm lễ bái. Năm 2005, Đại Đức Quảng Châu, cư sĩ Lý Nguyên Thiêm, vui mừng khi biết đến thánh tích Khánh Công, vô cùng kính ngưỡng, liền phát tâm giác vàng cúng dường ngài. Mới xem cuộc đời Khánh Công, dường như thấy rất là bình thường. Ngoài một câu thánh hiệu A-di-đà Phật ra thì không còn gì khác để nói. Nghiền ngẫm tỉ mỉ như thế, thâm nhập một môn trường kỳ huân tu, lẽ nào sư đã thầm hợp với chỗ kỳ diệu của đạo sao? Trong tâm hội ngộ, bắt đầu tin đại đạo, rất giản dị, sanh Phật không hai, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Như thị mà thôi. Từng có người chuyên tu tịnh nghiệp tán thán sư là nhất cú di đà pháp trung dương, thất thập niên lai tâm trung tàn, bất tham thiền lý bất nghiên giáo, bất giải kinh chú hậu hà phương, tính thâm nguyện thiết trực niệm khứ, tự nhiên hoa khai cực lạc ban, lưu thử kim cang bất hoại thể, chứng chuyển pháp luân độ mê mang, tế quan Phật thủ để thùy xứ, kháp tự lục tổ giá từ hàng, kim kiền kỳ đảo liên đài hạ, cầu sư dẫn ngã xuất mộng hương. Nhục thân Bồ Tát, ngôi chùa nhỏ trong thôn bé nhỏ này tuy xem ra không tạo được sự chú ý, lại xuất hiện hai vị Bồ Tát thật sự. Một vị là Lão Hòa Thượng Hải Hiền, còn có một vị Pháp Sư bất phàm có thành tựu, đó chính là Pháp Sư Hải Khánh. Pháp Sư Hải Khánh cũng giống như Hòa Thượng Hải Hiền, không có đi học, không biết chữ. Hai người có cùng chung một điểm, đó chính là đều là người lão thật, đều là người nghe lời, đều là người thật làm. Pháp Sư Hải Khánh cũng là người Hà Nam, 11 tuổi xuất gia, vào năm 42 tuổi đến thường trú chùa Lai Phật. Ngài chuyên tu tịnh độ, lão thật niệm Phật. Bá tánh xung quanh chùa Lai Phật đều biết Pháp Sư Hải Khánh đối đãi người trung hậu, thật thà, tinh tình hiền lành, chỉ biết niệm A-di-đà Phật. Ngài nói chuyện nói lắp rất nặng, chỉ có lúc đang niệm A-di-đà Phật mới nhả chữ rõ ràng. Pháp Sư Hải Khánh
cả đời sống cuộc đời bằng khổ. Thế nhưng Ngài rất vui vẻ ở trong đạo tràng người khác, không muốn làm những việc nặng. Việc nhọc Ngài đều làm hết, mà còn làm đến tâm sanh hoan hỷ. Một đời lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Lúc Ngài còn sống, không ai xem trọng Ngài. Thế nhưng người phàm mắt thịt của thế gian đã nhìn nhầm Ngài rồi. Ngài đã đợi lại kim cang bất khỏi thân. Đây không phải là một người thường có thể làm được. Tháng Chạp năm 1991, Pháp Sư Hải Khánh 82 tuổi tự tại sanh Tây. Sau khi ngồi trong chung 6 năm 9 tháng, lão hòa thượng Hải Hiền phát tâm trà tỳ nhập tháp cho Ngài. Chung thọ mở ra, chỉ thấy Pháp Sư Hải Khánh ngồi xếp bằng sừng sững, diện mạo như còn sống. Thậm chí quần áo trên người cũng không hư hỏi chút nào. Tứ chúng đệ tử liền đem nhục thân thờ cúng trong chùa. Mỗi lần mùng 1, 15, người ta đều đi lễ bái nhục thân của Pháp Sư Hải Khánh. Nhà nào gặp phải việc khó cũng sẽ đến cầu xin nhục thân Bồ Tát này. Chùa Lai Phật bởi vì xuất hiện nhục thân Bồ Tát cũng vì thế trở nên hơi náo nhiệt chút. Khoảng trước sau năm 2000, có mấy người từ miền Nam đến. Họ tìm đến lão hòa thượng Hải Hiền, thương lượng với hòa thượng nói: chùa Lai Phật quá sơ sài, tuổi thân cho nhục thân Bồ Tát rồi. Họ sẵn lòng đưa 5 vạn đồng tiền cho chùa, đem nhục thân của Pháp Sư Hải Khánh mang đến chùa to ở miền Nam thờ cúng. Lão hòa thượng Hải Hiền vô cùng có trí tuệ, Ngài không trực tiếp từ chối họ, mà nói với họ rằng: tôi không phải ở trong cái chùa này, từ khi khai thiên lập địa không thể đưa ra quyết định được. Các ông đi đến trong thôn tìm cư sĩ Vương Xuân Sanh, chùa là ông ấy chủ trì xây dựng lại đấy, các ông phải thương lượng với ông ấy mới được. Mấy người này rất nghe lời, đi tìm cư sĩ Vương thương lượng. Cư sĩ Vương nghe họ vừa nói như vậy, vừa giận vừa cười. Bạn nói với họ: đừng nói đưa 5 vạn đồng tiền cho chùa, các ông ngay cả đem 100 đồng đưa chúng tôi kéo về ba xe lửa, đều dùng vàng ròng làm điện đường của chùa Lái Phật, chúng tôi cũng không thể giao nhục thân của Khánh Công cho các ông. Vì sao lại có thêm mấy lần trò hề giống như vậy? Nhục thân Bồ Tát Pháp Sư Hải Khánh. Pháp Sư Hải Khánh họ Lý, Quý Phú Quý, tổ tiên ngụ tại huyện Tất Dương của Đông Nam tỉnh Hà Nam, sinh vào năm Tuyên Thống cuối triều Thanh năm 1909. Vì sinh ra trong gia đình nghèo khó, chưa từng được đi học, nhưng thiên tánh nhân hậu, sống hiền hiếu biết lễ nghĩa. 11 tuổi Pháp Sư Truyền Đông Thế Độ xuất gia ở chùa Thanh Lương, núi La Hán, Nam Dương. 42 tuổi vào thường trụ ở chùa Lai Phật, chuyên tu tịnh độ, lão thật niệm Phật. Năm 1989 thọ giới cụ túc tại chùa Bạch Mã. Ngày 11 tháng Chạp năm 1991 âm lịch, tự tại vãng sanh, hưởng thọ 82 tuổi, tăng lạp 71 năm. Y theo quy tắc của nhà Phật, sau khi vãng sanh để Ngài vào chúng lớn, đa số là sau 3 năm mở chung. Nếu như thân thể không hoại thì lưu toàn thân, thân thể hoại rồi thì sau khi hỏa táng an táng lần nữa. Sau 6 năm 9 tháng Pháp Sư Hải Khánh ngồi trong chung, sư huynh của Ngài lão hòa thượng Hải Hiền phát tâm mở chung. Không ngờ mở chung thọ ra, diện mạo hòa thượng Hải Khánh như lúc còn sống, ngay cả y phục trên thân cũng không hư hỏi chút nào. Mọi người vô cùng kinh ngạc, cũng tán thán không ngớt. Thế là đem nhục thân của Ngài vào thờ trong chùa Lai Phật. Năm 2005 có cư sĩ phát tâm cúng dường thiếp vàng nhục thân của Ngài. Bóng dáng của Pháp Sư Hải Khánh thấp bé, vô cùng hiền từ. Các vị cư sĩ đều nói:
Nếu như luận về cần kiệm, Khánh Công cũng không thua kém gì Lão Hòa Thượng Ái Hiền. Lúc đó điều kiện của từ viện không tốt, thanh khổ cùng cực. Mùa đông, Pháp Sư Hải Khánh toàn thân bông vải. Áo bông này hiện được cất trong Kim Cang Quán chùa Lai Phật. Mùa hè, ăn mặc đơn sơ, nhưng cả ngày ngài đều vui tươi hớn hở, thường nở nụ cười. Ngài không thích nói chuyện. Một vị cư sĩ hồi tưởng lại nói, tính tình Khánh Công rất tốt, chưa bao giờ làm người khác sanh phiền não. Bởi vì ngài có chút nói lắp, nói gì cũng nói không lưu loát, cho nên cũng không thích nói chuyện phiếm. Nhưng mà có một điểm, khi ngài niệm A Di Đà Phật không bị lắp. Vì vậy nên tôi chỉ nhớ rằng ngài thích niệm Phật. Pháp Sư Hải Khánh nói lắp nghiêm trọng, nhưng mà câu A Di Đà Phật này ngài niệm rất rõ ràng. Khi ngài niệm Phật, tiếng như chuông lớn, từng chữ tròn rõ. Ngài cũng chỉ biết một câu A Di Đà Phật này. Trước thời kỳ vắng cách, Pháp Sư Hải Khánh bị điều đến Trương Thôn Trang bên cạnh chùa Lai Phật tham gia lao động. Ban ngày không thể niệm Phật, thì ngài niệm trong đêm sau khi mọi người đều ngủ. Một vị cư sĩ hồi tưởng lại nói, lúc đó ông còn rất nhỏ, thích chơi cùng với Pháp Sư Hải Khánh. Buổi tối cũng phải đẩy giường sát nhau ngủ chung. Có lần nửa đêm, ông mơ mơ hồ hồ thức dậy đi vệ sinh, nhìn thấy Pháp Sư Hải Khánh đang ngồi xếp bằng trên giường, giật cả mình, mau chóng đi tới đánh Pháp Sư Hải Khánh, hỏi ngài đang làm gì. Khánh Công nói, ban ngày không cho niệm Phật, tôi nhân lúc ban đêm niệm Phật một chút. Cả đời Pháp Sư Hải Khánh trì giới niệm Phật. Bình thường ngài đều chuyên niệm A Di Đà Phật. Nhưng mà nếu như có người chào hỏi ngài, ngài trả lời người khác lại là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mấy chục năm vẫn luôn như vậy. Pháp Sư Hải Khánh vô cùng hiền hậu, bá tánh ở phương viên đều rất tôn kính ngài. Nhưng mà không hiểu vì sao trong từ viện lại có người bắt nạt sỉ nhục ngài. Pháp Sư Hải Khánh không biết chữ, ngoại trừ một câu Phật hiệu, cái gì ngài cũng không biết. Khi người khác vào chánh điện, ngài chỉ đứng ngoài chánh điện niệm Phật. Trong tự viện không có ai coi trọng ngài. Những công việc dơ nhất, nặng nhọc nhất trong tự viện đều là do ngài làm. Bởi vì tự viện còn có mấy mẫu đất cằn, vì vậy mọi người thường thấy Pháp Sư Hải Khánh vác theo cái sọt, vai vác cái sạn đi khắp nơi dọn phân. Có lần một vị cư sĩ đến chùa Lai Phật, lúc đó từ viện vẫn còn trâu cày. Có người chỉ vào Pháp Sư Hải Khánh ở đằng xa nói với bà, chính là người đang đứng dựa vào chân tường. Hòa thượng hướng mặt về phía đông, người khác đều xem thường ông ấy. Ông ấy chỉ biết dọn phân, thường trở về từ viện không kịp giờ cơm. Có cơm thì ăn một ít, hết cơm thì không ăn. Pháp Sư Hải Khánh thường đem theo dụng cụ ra ngoài dọn phân, nhặt củi, nhặt đá vụn rải đường. Khi trở về cơm nguội rồi thì ăn một ít, hết cơm thì đói một bữa. Ngài không bao giờ oán than, cũng không nổi giận. Những thực phẩm như trái cây, bánh khô, đường viên dân cúng ở từ viện, vì thời gian cúng lâu, có số thực phẩm biến hư hỏng nổi mốc. Người khác lựa hết những đồ ngon, còn lại những gì hư hỏng cho hết Pháp Sư Hải Khánh. Ngài cũng không có chút gì giận dữ. Có người nói, những thức ăn này không thể ăn thì cho trâu ăn đi. Pháp Sư Hải Khánh nói, trâu già kéo cày, kéo bừa, ăn cỏ khô đã đủ cực khổ rồi, không thể để nó ăn những thức ăn này. Tôi không thể thọ dụng là tôi có tội nghiệp, không thể tiếp tục đi hãm hại trâu. Thế là ngài đem những thức ăn đó đều chôn xuống bên cạnh rễ cây hoặc rải trong đồng ruộng. Một vị cư sĩ nói, lão hòa thượng sống rất cần kiệm. Pháp Sư Hải Khánh nói,
Phật tổ đang nhìn đó. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, vạn vật đều có Phật tánh, nên thọ dụng thế nào thì thọ dụng thế ấy. Mùa đông năm 1987, Pháp sư Hải Khánh gặp trận bệnh nặng. Có vị thầy vân du tứ phương đến qua đêm ở tự viện, tự xưng biết đón mạng, nói đã tính được dương thị của Pháp sư Hải Khánh đã tận. Thầy ấy nói với người làm cơm ở trái đường, tốt nhất đừng cho Pháp sư Hải Khánh ăn cơm nữa, cũng đừng uống thuốc, tắm rửa sạch sẽ đợi chết đi. 4 ngày sau, cư sĩ hộ pháp Vương Xuân Sanh đến từ viện, nhìn thấy Pháp sư Hải Khánh đang nằm trên giường hơi thở yếu ớt, thì hỏi ngài có ăn cơm hay không. Ngài nói ăn. Cư sĩ Vương lập tức tìm lão hòa thượng Hải Hiền, hai người, một người nhóm lửa, một người cán bột làm mì, làm một nồi mì nước. Lão hòa thượng Hải Hiền ngồi trên giường của Pháp sư Hải Khánh, dùng cái vai của mình đỡ ngài. Cư sĩ Vương từ tốn đút ngài từng muỗng một. Pháp sư Hải Khánh ăn một lần hết 4 tô, dần dần tỉnh lại. Cư sĩ Vương hỏi ngài uống nữa không. Pháp sư Hải Khánh nói nếu trong nồi còn, uống thêm chút cũng được. Hòa thượng Hải Hiền và cư sĩ Vương đều thấy đau lòng mà nghẹn ngào khóc. Hai người lo lắng Pháp sư Hải Khánh cố uống nên không cho ngài tiếp tục uống nữa. Cư sĩ Vương muốn đi tìm vị thầy đón mạng ấy nói lý lẽ, nhưng bị Pháp sư Hải Khánh ngăn cản. Ngài nói đây đều là nghiệp chướng của tôi, không thể trách người khác. Trong tự viện có vị hòa thượng xuất thân làm lính, bình thường thích la mắng người khác. Ngài thấy Pháp sư Hải Khánh không vừa mắt, thường xuyên nói kháy ngài. Các vị cư sĩ có lúc không bỏ qua được, liền đi nói lý lẽ với vị hòa thượng đó. Nhưng Pháp sư Hải Khánh chỉ cười khẽ, nhẹ nhàng nói với vị hòa thượng mắng ngài: thầy tiêu nghiệp chứng cho tôi lên Cực Lạc Quốc. Nhìn vào nhục thân ba la mật của Pháp sư Hải Khánh, người khác bắt nạt ngài, hủy báng ngài, trêu chọc ngài, ngài cảm ơn người khác giúp ngài tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng của ngài thực sự tiêu trừ, vì vậy mới đi tự tại như vậy, để lại nhục thân xá lợi. Không những thân thể không bị thối rữa, cả y phục cũng không hư hỏng. Có đứa trẻ 16 tuổi họ Đào dắt theo đứa trẻ khác đến tự viện chơi. Nó thấy Pháp sư Hải Khánh lão thật, liền dùng lời nói ô tục chửi mắng ngài, còn dùng cây gậy nhỏ đánh đầu của ngài. Pháp sư Hải Khánh nghiêng đầu cười mà nói: con muốn kết duyên với thầy sao? Nói với ba mẹ thầy nhận con làm đệ tử, dạy con niệm A Di Đà Phật, đi học giỏi làm việc tốt, lớn lên rồi nhà con đời đời đều phú quý. Niên đại 80 của thế kỷ 20, chùa Lấy Phật vẫn chưa sử dụng nước máy, tăng chúng uống nước đều nhờ vào cái giếng nước cạn tự đào. Mỗi khi trời hạn, trong giếng không có nước, chỉ có thể đến thôn gánh nước uống. Có lần khi Pháp sư Hải Khánh đến thôn gánh nước, bị một con chó cắn đến thương tích đầy mình. Chủ nhân con chó biết được chạy lại, vung roi da trong tay để đánh con chó này. Pháp sư Hải Khánh ngăn cản ông lại, nói: con chó này nhìn thấy thì cắn tôi, chứng tỏ kiếp trước khi tôi làm chó đã cắn qua nó, bây giờ nó cắn lại tôi. Cái nợ này đúng lúc kết thúc. Nếu như ông đánh nó, làm tâm nó oán hận, vậy thì cái oán này sẽ tiếp tục kết. Thương tích tôi chịu cũng uống rồi. Ngài xin thôn dân một ít bột mì đắp lên vết thương, lại mượn kim chỉ khâu lại y phục một cách đơn giản. Sau đó cũng không quên lấy mỗi thùng nước một nửa rồi gánh về tự viện. Còn có một lần khi Pháp sư Hải Khánh nhặt phân bên cạnh con lừa, bị con lừa đá ngã nhào, chủ nhân con lừa lật đật đến dìu ngài dậy.
hỏi ngài bị thương như thế nào. Pháp sư Hải Khánh nói: tôi không sao cả, ông mau tới xem chân con lừa có bị thương không. Ngài đối với người, việc, vật thật sự làm được chân thành, bình đẳng, cung kính. Một hôm, Pháp sư Hải Khánh đang gánh phân đi, một người thanh niên đạp xe đạp chạy về hướng ngài. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, Pháp sư Hải Khánh không kịp tránh qua, thoát chốc bị đụng té bên cạnh đường mương, phân văng ra đầy mình ngài. Người thanh niên này không những không xin lỗi mà chửi Pháp sư Hải Khánh bị té bên đường mương, nói cản đường đi của anh ta. Lúc này có người vác cái xẻng đi ngang đường này, vừa thấy người thanh niên này ngang ngược vô lễ, tức muốn vung mạnh cái xẻng đánh anh ta. Pháp sư Hải Khánh nằm ở đường mương, lập tức lên tiếng ngăn cản ông ta rằng: đừng đánh anh ta, đừng đánh anh ta, đừng trách anh ta, đều là lỗi của tôi. Hòa thượng Hải Khánh chịu thiệt thòi, người khác bắt nạt ngài, ngài đều cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận. Thiệt thòi là phước, người chịu thiệt thòi có phước. Từ những việc này có thể thấy, thành tựu của ngài là tu từ nhẫn nhục ba la mật. Kinh Kim Cang nói: nhất thiết pháp vô ngã, đắc thành vô nhẫn. Bá tánh của tám thôn mười dặm đều biết hòa thượng Hải Khánh trung ngậu thành thật, tính tình hiền lành. Các thôn dân bất luận ai có chuyện, ngài đều tận tâm tận lực giúp đến cùng. Đầu tháng chạp năm 1973, thời tiết lạnh lẽo, Trương Thôn Trang có một con nghế mới vừa ra đời mười mấy ngày bị té xuống giếng sâu hơn 10 mét. Đây là giếng nước duy nhất trong thôn có hơn 300 năm lịch sử. Thành giếng toàn bộ dùng gạch xanh xây thành, miệng giếng có 4 miếng gạch bao quanh. Trên thành giếng có rất nhiều chỗ đã bị ăn mòn thành động. Nghế con trong quá trình vùng vẫy đã có miếng gạch rớt xuống đáy giếng, cực kỳ nguy hiểm. Có người nói vì một con nghế con không cần phải mạo hiểm cứu đâu, nhưng nếu không đi cứu con nghế này, nó bị kẹt trong giếng, mấy trăm người này uống nước là vấn đề khó khăn rồi. Một nhóm người đứng nhìn nhau, nhìn con nghế hơi thở yếu ớt, không vùng vẫy được nữa, nhưng không có ai chịu xuống giếng. Lúc đó hòa thượng Hải Khánh đang lao động ở thôn. Hôm đó đúng lúc ngài đi qua đường này, thấy tình cảnh như vậy, không do dự nói để ba người thanh niên gan dạ kéo sợi dây thừng đưa cái thang xuống, bản thân ngài đi xuống dưới giếng. Hòa thượng Hải Khánh trong giếng rất khó khăn để cởi áo bông để quấn vào thân nghế con, lại dùng dây thừng buộc nó lại để người khác từ từ kéo nghế con lên trên. Nghế con được cứu rồi, nhưng trong khi kéo Pháp sư Hải Khánh lên, một miếng gạch rớt xuống đúng lúc đập trúng đầu của ngài. Mặt của ngài liền nhuộm đầy máu tươi. Sau khi lên, vài người tới quanh ngài để băng bó. Hòa thượng Hải Khánh không bằng lòng cười và nói: máu tôi chảy là Phật tổ kêu tôi làm cái ký hiệu trên mặt. Bên cạnh có một vị phụ nữ trung niên họ Trình, vốn không tin Phật, lúc đó không kìm lòng được mà nói: người ăn chay niệm Phật thật tốt. Sau này, sau khi cô học Phật, vô cùng cung kính người già, thường làm việc tốt giúp đỡ mọi người. Có vị cư sĩ nói: Khánh Công chính là một người thực thực tự tại như vậy. Ngài không có văn hóa, không nói được đạo lý lớn, nhưng trong cuộc đời tu hành mấy chục năm, ngài vẫn luôn dùng hành động thực tế để thuyết minh Phật Pháp, hoằng dương Phật Pháp. Rất nhiều vị cư sĩ lớn tuổi khi tưởng nhớ về Hòa thượng Khánh Công đều đồng thanh mà nói: thường xuyên nhìn thấy Hòa thượng Hải Khánh khiêng vác dụng cụ làm ruộng, chế củi nhặt phân, tu sửa cầu đường. Tháng 8 năm 1975, mấy ngày liên tục
mưa tầm tã, làm cho mực nước con sông nhỏ phía tây Trương Thôn dâng trào, làm sập cây cầu đá đã hơn 100 tuổi. Lúc đó Hòa Thượng Hải Khánh vẫn còn trong đội sản xuất, và một số thôn dân cùng nhau đem theo dây thừng, sợi thép đến cứu nghi. Nhưng mà mấy chục người tận lực làm cả buổi sáng cũng không tu sửa được cây cầu đá, bởi vì có một cục đá nặng 1000 cân bị trôi trong bùn, lắng cách cây cầu hơn 5 mét. Mọi người đều nói nếu như cục đá này không dời lại đây, cây cầu này sẽ vĩnh viễn bị hủy. Trong lúc mọi người đang chán nản thất vọng, Hòa Thượng Ái Khánh chậm rãi nói: sắp đến trưa rồi, để tôi thử xem. Sẽ không đợi người dân ở nơi này gặp khó khăn vì không có cầu để qua lại. Hòa Thượng Ái Khánh đụng chuyện không lúng túng, bình tĩnh ung dung, không sợ gian khó. Ngài im lặng quan sát tỉ mỉ cục đá bị rơi vào trong bùn lắng, nói thầm trong miệng một lát: thực ra mọi người biết ngài đang niệm A-di-đà Phật, nhưng chính sách lúc đó không cho phép, không thể niệm Phật lên tiếng. Sau đó dùng một sợi thép và 2 cây gậy gỗ lớn, quả thực là cậy cục đá trong bụng lắng ra ngồi, chỉ thấy cục đá đó lăn mấy vòng từ vào bên cạnh trụ cầu. Mọi người đều đặc biệt kinh ngạc, có người hỏi Pháp Sư Hải Khánh sao lại làm được như vậy. Ngài khiêm tốn cười và nói: đó toàn là A-di-đà Phật gia trì. Lúc đó đường cái vẫn còn là đường đất, mỗi khi trời mưa thì mặt đường bị ngập hư, vì vậy thường xuyên có thể nhìn thấy Hòa Thượng Hải Khánh mang theo cái xẻng đi sửa đường. Ngài không thích nói một câu chuyện phiếm, càng không khoe công lao của bản thân mình. Sau khi làm việc về trễ thì ăn chút cơm nguội, có lúc cả cơm nguội cũng không còn thì ăn ít màn thầu nguội. Khi đó chính phủ nông thôn đều được ngài làm cảm động, khi họp kêu gọi cán bộ đảng viên đều phải học tập sư phụ Hải Khánh của chùa Lai Phật. Thời kỳ cuộc sống vô cùng gian khổ, trong 3 năm khó khăn của lão Hòa Thượng Hải Khánh thường xuyên cứu nghi giúp người. Ngài ở bên đường lớn bố thí cháo và nước cho người qua đường. Bản thân ngài thiếu ăn ít uống, nhưng lại thường xuyên chịu đói, đem thức ăn, nước uống tặng cho người khác. Những việc làm này, người lớn tuổi bản địa ai ai cũng biết. Lúc đó, Hòa Thượng Hải Khánh ăn cơm là dùng cỏ tranh làm thành cái chén. Bản thân ngài khai khẩn một miếng đất hoang, đã trồng một ít khoai lang và cây cao lương. Rất nhiều người còn nhớ ngài thường xuyên tự mình hấp khoai lang hoặc là trộn rau dại món cháo cao lương, dùng chén cỏ tranh cho người qua đường ăn. Khi mới trùng kiến lại chùa Lai Phật, chỉ có 3 phòng cỏ tranh nhỏ, một cái chảo nhỏ, nấu cơm nhờ nhóm rễ cỏ tranh, cuộc sống rất khó duy trì. Nhưng Hòa Thượng Hải Khánh vẫn một mực kiên trì nấu nước sôi, sau đó ngâm lá cây liễu vào thau sành cho người qua đường uống. Lão Hộ Pháp Cư Sĩ Đảng vào nhiều năm sau từng hỏi Hòa Thượng Hải Khánh: những ngày tháng khổ như vậy, làm sao ngài chịu đựng được vậy? Lão Hòa Thượng Hải Khánh nói: toàn là nhờ A-di-đà Phật đó. Hậu đức thiện hành của ngài đã vô hình ảnh hưởng sâu sắc tới bá tánh ở phương này. Mùng 1, 15 mỗi tháng, mọi người đều đi lễ bái nhục thân của Hòa Thượng Hải Khánh. Người ai gặp phải vấn đề nan giải cũng sẽ đến cầu nhục thân vị Bồ Tát này. Cũng như lão Hòa Thượng Hải Hiền, lão Hòa Thượng Hải Khánh cũng không rời Phật Pháp mà hành Thế Pháp, không bỏ Thế Pháp mà chứng Phật Pháp. Xem những ngôn hành khi ngài trụ thế, đó gọi là chân tu hành. Tu hành không phải một ngày niệm bao nhiêu vạn tiếng Phật hiệu, niệm bao nhiêu bộ kinh, không phải vậy. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của ngài đều tương ứng với Bồ Tát. Hòa Thượng Hải Khánh cũng không có đi học, không biết chữ,
chính là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Ngoại trừ một câu Phật hiệu này thì không có gì hết. Ngài là tiêu chuẩn của một môn thâm nhập trường thời huân tu. Sau khi Ngài vãng sanh, lưu lại dục thân bất hoại, toàn thân xá lợi, đây cũng là chứng minh cho chúng ta một câu Phật hiệu có thể làm đại sự viên mãn, đại sự cứu cánh. Không cần kinh điển, câu Phật hiệu này thì có thể làm xong hết. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy ghê, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương. Thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm ai. Câu chuyện của lão Đức Hòa Thượng. Hòa Thượng Hải Hiền thường xuyên, thậm chí không sợ phiền, mà kể câu chuyện của Hòa Thượng Lão Đức cho mọi người nghe. Hòa Thượng Lão Đức và Hòa Thượng Hải Hiền là người đồng liêu. Từ nhỏ mất cha, theo mẹ ăn xin qua ngày. Vào ngày đông vô cùng lạnh giá, hai mẹ con Lão Đức vừa đói vừa rét, đi đến chùa Kim Sơn ở huyện Chí Đồng, trấn Bình Thị, van nài pháp sư trụ trì hải tham từ bi thu nhận, và hy vọng pháp sư có thể thu nhận Lão Đức làm đệ tử. Pháp sư hải tham không nhận lời cho Lão Đức thế độ, mà đưa đến trước tượng Vi Đà Bồ Tát để Ngài bái Vi Đà Bồ Tát làm thầy. Bởi vì Lão Đức đần độn cho nên mẹ của Ngài gọi Ngài là Lão Ngai. Ngôn ngữ của bên Nam Dương, Ngai và Đức đồng âm, cho nên truyền lâu Lão Ngai đã biến thành Lão Đức rồi. Lão Đức đã xuất gia như vậy, Ngài không có sư phụ thế độ, cũng không có pháp danh, càng không được thọ giới. Từ đó người dân trấn Bình Thị xa mấy chục dặm đều nhớ Hòa Thượng Ngai. Một người mỗi ngày vác túi vải trên vai ra ngồi hóa duyên. Pháp sư Hải Tham dạy Ngài khi đi đường niệm A Di Đà Phật. Quả nhiên Ngài thành thật vừa đi vừa niệm. Những người phụ nữ và đứa bé nghịch ngợm trong thôn thấy Ngài đần độn, thường lấy Ngài làm trò cười. Hòa Thượng Lão Đức cũng không giận, chỉ là chắp tay thi lễ với người, trong miệng vẫn là không ngừng mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có người trêu chọc Ngài nói: "Lão Đức, ông cúi lạy một lạy, tôi cho ông lương thực." Lão Đức nói: "Không có Phật, không có cúi lạy." Người ta chỉ vào một tảng đá nói: "Bên trong đó có Phật." Hòa Thượng Lão Đức buông túi vải xuống, quỳ xuống đất, dập đầu lạy tảng đá. Mọi người cảm thấy trò này vui nên thường xuyên trêu chọc Ngài. Thời gian lâu rồi, trán của Hòa Thượng Lão Đức dập thành cái bao trứng gà lớn. Có một số người càng quá đáng hơn, chỉ vào phân trâu nói với Hòa Thượng Lão Đức, nói: "Bên trong này có Phật." Hòa Thượng Lão Đức nói: "Có Phật, tôi lạy Phật." Nói xong dập đầu xuống lạy phân trâu. Có một lần có người đỡ sợi dây lên tai của Ngài rồi nói: "Lão Đức,
tôi cột ông ở bên đây rồi, ông không động đậy được đâu. Hòa thượng Lão Đức liền đứng ở vị trí đó khóc. Ngài cứ đứng như vậy dưới nắng mặt trời rất lâu không động đậy. Sau này có người đi qua nơi này hỏi ngài vì sao khóc. Ngài nói bị người khác cột lại rồi. Người ta hỏi ngài dùng cái gì cột lại. Ngài nói dùng dây. Người đó nói cột ở đâu. Ngài nói cột cái lỗ tai rồi. Người qua đường lấy sợi dây từ trên tai ngài xuống, nói với ngài tôi cởi ra cho ngài rồi, ngài có thể đi. Lão Đức lập tức ngưng khóc mà cười, rồi chắp tay niệm Phật thi lễ với người đó. Mỗi lần hòa thượng Lão Đức hóa duyên trở về tự viện, nhất định đến quỳ lạy Vi Đà Bồ Tát trước tiên, nói với Bồ Tát sư phụ con về rồi. Sau đó đem những đồ vật hóa duyên được đem đến chánh điện cúng Phật. Ban ngày ngài ra ngoài hóa duyên, ban đêm lạy Vi Đà Bồ Tát, quanh năm suốt tháng ngày nào cũng vậy. Tháng chạp năm 1954, hòa thượng Lão Đức bị bệnh rồi, nhưng mà từ chối thuốc thang. Ngài liền hỏi ngày nào là mùng 8 tháng chạp. Mỗi ngày đều hỏi mấy lần. Pháp sư Hải Tham hỏi riêng ngài, ông cứ hỏi mùng 8 tháng chạp làm gì vậy? Hòa thượng Lão Đức trả lời rằng sư phụ tôi nói với tôi ngày mùng 8 tháng chạp A Di Đà Phật đến rước con về. Pháp sư Hải Tham thầm nhớ trong tâm, âm thầm tán thán. Chẳng mấy chốc đã tới mùng 8 tháng chạp. Ngược lại hòa thượng Lão Đức không hỏi nữa. Có người nói với ngài hôm nay chính là mùng 8 tháng chạp, rốt cuộc ông muốn làm gì vậy? Lão Đức nghe xong câu này hình như rất ngạc nhiên mà nói, vậy sao? Vậy tôi đi đây. Ngài nhờ người đem đến một bồn nước tắm, tắm rửa sạch sẽ thay y phục, ngồi ngay ngắn niệm Phật mà tịch. Hai năm sau khi lão hòa thượng Lão Đức vãng sanh, vẫn có một truyền thuyết được lưu truyền như vậy. Có vài thương gia đến Vũ Hán làm ăn, họ ở gần phố Vũ Hán gặp được hòa thượng ngay đang vác túi vải trên vai đi hóa duyên. Mọi người nói giống Lão Đức nên đã tiến tới chào hỏi, nói Lão Đức sao ngài lại đi đến Vũ Hán vậy? Hòa thượng ngay nhìn họ cười mà nói hóa duyên mà. Mọi người nói cùng chúng con đi về thôi. Hòa thượng ngay nói mấy ngày nữa tôi mới về. Khi mấy thương gia từ Vũ Hán trở về, khi họ nói với người dân trấn Bình Thị ở đầu phố Vũ Hán gặp được Lão Đức, mới biết rằng Lão Đức đã vãng sanh hai năm rồi. Nhưng mà họ một mực khẳng định mà nói người họ gặp được là hòa thượng Lão Đức. Câu chuyện của hòa thượng Lão Đức chúng xuất gia ở Nam Dương không ai biết. Trong Đồng Bách Huyền Chí cũng có ghi chép lại vị hòa thượng Lão Đức này. Hòa thượng Lão Đức tự truyền thực ở chùa Kim Sơn trấn Bình Thị, bản tính ngây ngô, đi vệ sinh không biết tránh né người khác, không biết đối khác, đi thẳng về phía trước không quay đầu lại, không dừng lại nhìn, hành tích kỳ lạ khiến người ta khó đoán. Hằng ngày đi hóa duyên trong thôn, làm trò cười cho phụ nữ và trẻ con, buổi tối lễ bái Di Đà, cả đêm không ngủ. Mỗi lần lạy Phật đầu đụng đất phát ra tiếng, đến nỗi sưng trán. Cứ vậy mười mấy năm, quanh năm suốt tháng. Vào mùa đông năm 1954, bị bệnh nằm trên giường, từ chối thuốc thang. Mỗi ngày đều hỏi ngày nào là mùng 8 tháng chạp. Mọi người thành thật trả lời cho đến ngày mùng 8 tháng chạp, Đức tắm rửa thay y phục, ngồi ngay ngắn niệm Phật viên tịch. Hòa thượng Lão Đức, lão hòa thượng Hải Hiền, hòa thượng Hải Khánh, sư đệ của lão hòa thượng Hải Hiền, các ngài
đều một đời một câu Phật hiệu. Phương pháp tu hành của các ngài đều là lạy Phật, niệm Phật, diệu Phật. Cuộc sống của các ngài không rời Phật hiệu, công việc cũng không rời Phật hiệu, đối người tiếp vật Phật hiệu không gián đoạn. Chỉ có lúc ngủ không niệm Phật, nhưng mà sau khi tỉnh dậy Phật hiệu lại tiếp nối. Các ngài niệm Phật thành thói quen, trong tâm thật sự có A Di Đà Phật. Đây là tấm gương của người niệm Phật. Chương 27: Khi làm việc không làm lỡ niệm Phật. Công việc của lão hòa thượng Hải Hiền là làm ruộng, là lao động. Những công việc lao động đó ngài đều rất thuần thục, cho nên trong lúc lao động ngài không cần suy nghĩ, chỉ cần niệm Phật. Khi pháp sư Ấn Chí, đệ tử của hòa thượng Hải Hiền, nhớ lại lão hòa thượng nói, lão hòa thượng vừa lao động vừa niệm Phật, rất ít lên tiếng. Lão hòa thượng cả đời một câu thánh hiệu A Di Đà Phật là kiên định không lay động, niệm niệm không quên. Bởi vì ngài gặp người khác là khuyên người phải niệm Phật, bản thân ngài không thể không niệm Phật. Lão hòa thượng Hải Hiền làm thế nào tu thành vậy? Chính là một câu Phật hiệu này, ngài không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Bất luận đang làm việc gì, trong miệng vẫn niệm A-di-đà Phật. Bất luận đang làm việc gì, ngài cũng không làm lỡ việc tu hành của chính mình. Công việc của ngài không trở ngại tu hành, sinh hoạt không trở ngại tu hành, đối người tiếp vật không trở ngại tu hành. Sự tu hành và công việc, sinh hoạt của ngài dung hòa thành một thể. Pháp sư Ấn Vinh, đệ tử của lão hòa thượng, nhìn thấy sư phụ mỗi ngày bận từ sáng đến tối, nghĩ trong tâm, lão hòa thượng đã ở tuổi này rồi, không nên để ngài làm những việc như vậy. Một ngày nọ, pháp sư nói với sư phụ, những việc làm này giao cho tụi con làm đi, sư phụ chỉ niệm Phật là được rồi. Nhưng lão hòa thượng nói với pháp sư, khi làm việc không làm lỡ niệm Phật đâu. Bất luận lão hòa thượng làm gì, Phật hiệu của ngài cũng không gián đoạn, 92 năm không gián đoạn. Trên cơ bản, lão hòa thượng Hải Hiền là niệm thầm hoặc trì kim cang, trong tâm niệm Phật, miệng không động gọi là niệm thầm. Miệng động nhưng không có tiếng, đây là trì kim cang. Tiếp xúc với lão hòa thượng lâu rồi thì sẽ phát hiện, bất luận đi đứng nằm ngồi, ngài luôn nhẹ nhàng nhếch môi,